trên Hà Nội để xây nhà để sinh sống, hết cái cảnh phải đi thuê. Thế thì anh ấy tìm được một cái miếng đất ở trong một cái ngõ ở như quận Hoàng Mai, và anh vào anh hỏi mua. Thì anh ấy hỏi mua thì chủ nhà bán, và giá dao động, giá giao dịch là 50 triệu trên 1 mét vuông. Triệu trên 1 mét vuông, 50 mét vuông, xin lỗi các bạn, 50 mét vuông và 40 triệu trên 1 mét vuông nhá. Anh em mua được diện tích 50 mét vuông với 40 triệu trên 1 mét vuông, và tổng số tiền 2 tỷ là số tiền phải thanh toán, bao gồm cả tiền tiết kiệm được cộng với bán nhà ở quê đi. Thế sau khi mà anh ấy mua xong thì anh ấy muốn cất lên một cái nhà cấp 4 nho nhỏ để hai vợ chồng ở trước, ở tạm. Sau đó dồn đủ tiền thì sẽ xây một cái nhà to hơn. Thì sau khi mua xong, anh ấy mới tiến hành xây dựng cái nhà cấp 4. Nhưng mà chính quyền địa phương đến ngăn cản, không cho anh xây dựng. Sau đó thì anh hỏi là tại sao không cho tôi xây, thì bảo là bây giờ ông muốn xây thì ông phải đi xin giấy phép xây dựng đã. Ông trình giấy phép xây dựng ra đây rồi tôi cho ông xây. Thế thì anh này anh đi xin giấy phép xây dựng. Thì lên đi xin giấy phép xây dựng thì họ bảo là đưa sổ đỏ đây, tôi cấp giấy phép xây dựng cho anh. Thế anh này mới đưa về hồ sơ, anh về tìm hồ sơ thì anh thấy không có sổ đỏ, chỉ có một cái giấy tờ cũ gốc từ cái mảnh đất này được chủ bán cho và photo ra. Thì bản chất cái miếng đất này anh ấy mua là một cái miếng đất ở trong ngõ của một cái quỹ đất rất là ở một cái nhà chủ cũ, và sau đó đã tách ra thành trừ hẻm trừ đường đi chung thì đã tách ra thành nhiều miếng để bán cho nhiều nhà, và anh ấy là một trong số những cái nhà mà mua cái miếng đất ở đấy. Thế thì anh về anh mới lấy cái này ra thì anh hỏi tôi, cái hồ sơ này của mình nó không có sổ đỏ, hồ sơ này của mình có mỗi cái hợp đồng mua bán đất với là cái giấy tờ mà người ta để lại cho mình thôi, thế không có sổ đỏ rồi. Thế thì lên anh mới bảo là bây giờ tôi không có sổ đỏ, thì bảo không có sổ đỏ thì đi làm sổ đỏ thôi, làm sổ đỏ xong tôi cấp giấy phép xây dựng cho. Thế thì anh ấy mới gọi điện cho tôi, anh bảo là thế bây giờ làm nào chị, anh bảo anh gửi hồ sơ lên đây tôi xem. Cái anh gửi hồ sơ sang thì tôi bảo là trong trường hợp này thì anh phải đi làm sổ đỏ, chắc chắn là phải làm sổ đỏ thì mới xây dựng được rồi. Thế nhưng đi làm sổ đỏ thì anh cứ lên một cửa anh hỏi, và những cái giấy tờ này sẽ đủ điều kiện để giúp cho anh làm sổ đỏ, có điều anh sẽ mất nhiều tiền đấy, và tôi cảnh báo anh cái điều đấy để chống sốc trước cho anh ấy. Tại sao? Tại vì cái miếng đất của anh ấy sau khi mà anh mua thì cái vị trí còn lại mà anh mua ở đây này, trong cái văn tự về đất nó là một mảnh đất vườn mà nó ghi rõ luôn, nó là vườn. Thế tại sao tôi lại phải nói với anh ấy như vậy, là bởi vì anh đang mua một miếng đất mà nguồn gốc của cái thửa đất này nó là đất vườn trong quá khứ, có nghĩa là nó chỉ là đất nông nghiệp thôi. Bây giờ toàn bộ khu vực đó đã là dân cư đông đúc, anh sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở đô thị, nhưng anh sẽ phải nộp tiền để chuyển từ đất nông nghiệp lên đất vườn, hay nói cách khác tính tiền sử dụng đất. Thế thì anh làm theo, anh cũng biết là sẽ phải nộp thêm tiền, và tôi cũng chỉ chống sốc trước như thế thôi. Sau đó thì anh ấy gọi điện lại cho tôi một cuộc gọi và anh ấy khóc dở mếu dở, anh vô cùng buồn, vô cùng chán, vô cùng nản. Anh ấy nói là tôi phải đóng thêm 450 triệu nữa. Với tôi thì nói thật với các bạn là không quá bất ngờ với con số này, nhưng với một người đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm và bán nhà ở quê có 2 tỷ để mua được cái mảnh đất ở trên thành phố, ở trên Hà Nội, thì cái con số này là con số phát sinh với họ sẽ là một con số lớn. Và ở đây vấn đề nó nằm ở chỗ sự thiếu hiểu biết về pháp lý trước khi mua làm cho người ta bị mất tiền. Bạn mua và giao dịch thị trường với giá 40 triệu, nhưng bảng giá đất của nhà nước đang quy định rằng diện tích 50 mét vuông đó nhân với bảng giá đất là 50 mét vuông nhân với 9 triệu trên 1 mét vuông. Vị trí đất đó có giá 9 triệu trên 1 mét vuông thì số tiền phải đóng của anh ấy là 450 triệu. Bạn nhìn thấy hai vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất đó là hai giá, 40 triệu là giá thị trường, 9 triệu là giá nhà nước thu,
và giữa giá thị trường với giá nhà nước thu nó đang lệch nhau tận hơn 4 lần đúng không ạ? Bảng giá đất luôn thấp hơn giá thị trường, đấy là nguyên lý. Nhưng còn một điều thứ hai nữa, đó là giá thị trường này sẽ thay đổi liên tục theo thời gian. Và anh ấy bảo rằng thôi chị ạ, em chả làm đâu, em đến em thử làm luật với mấy cái ông kia xem có xây được không. Tôi nói với anh ấy rằng là anh làm luật, và cho dù anh có làm luật xem có xây được hay không đi chăng nữa, thì cái số tiền này vẫn treo lơ lửng ở trên đầu anh. Và nếu năm nay anh không làm, không đi đóng tiền đi, thì trong thời gian sắp tới để đi làm được cái cuốn sổ đỏ này, anh phải đóng nhiều tiền hơn, đấy là điều chắc chắn. Vì bảng giá đất theo thời gian sẽ luôn tăng lên. Theo quy định của luật đất đai năm 2013, bảng giá đất được xây dựng 5 năm một lần. Và nó còn có một khung giá đất áp vào. Nhá, khung giá đất nó là cái gì? Nó là một cái chặng trên chặng dưới. Ở trên người ta gọi là trần về giá, ở dưới người ta gọi là sàn về giá. Và cái khung giá đất này này là ông Quốc hội ông ấy quy định. Thế nhưng luật đất đai năm 2023 bỏ cái này đi rồi, bỏ cái trần đi rồi, bỏ cái sàn đi rồi, giá đất sẽ thoải mái hơn và tự do hơn để dao động. Chính vì vậy cho nên bảng giá đất mà được xây dựng trong thời gian tới chắc chắn sẽ tiến gần hơn đến giá thị trường. Nó không thể là 40 đâu, nhưng nó phải nhiều hơn 9 là cái điều chắc chắn. Trong tương lai nếu bạn làm sổ đỏ, càng ngày sẽ phải càng nộp nhiều tiền sử dụng đất hơn, khi cái khung giá đất này bỏ đi chỉ còn lại bảng giá đất tiến dần về giá thị trường. Và trước đây thì cứ 5 tháng bảng giá đất sẽ xây dựng một lần, à 5 năm bảng giá đất sẽ thay đổi điều chỉnh một lần. Thế những luật đất đai quy định mới, 1 năm ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm sẽ là thời điểm thông báo bảng giá đất mới, và cứ 1 năm làm nó một lần. Anh em ạ, chi phí về đất đai để làm sổ đỏ, để chuyển nhượng, để sang tên, để đóng thuế, phí, lệ phí nó sẽ tăng lên. Chi phí đầu vào để có thể gom được những cái quỹ đất để triển khai các cái dự án của nhà nước như giải phóng mặt bằng sẽ tăng lên. Chi phí để gom được các quỹ đất để chủ đầu tư dự án, triển khai được các dự án sẽ tăng lên. Và giá bất động sản trong tương lai sẽ tăng lên cùng với bảng giá đất và cùng với giá thị trường của bất động sản. Trong dài hạn, bảng giá đất cũng luôn tăng giá. Trong ngắn hạn thì sao ạ? Nó sẽ biến động nhiều ở cái giá thị trường. Nhưng bảng giá đất thì không bao giờ có xu hướng nó là giảm đi, chỉ có tăng lên. Nào, các bạn hãy thử quan sát ra khu vực xung quanh mình xem. Các bạn thấy giá đất ở khu vực địa phương của các bạn, ngay nơi các bạn sinh sống, đã có những cái thời kỳ nó chỉ có vài trăm nghìn trên một mét vuông, đúng không ạ? Rồi sau đó tăng lên vài triệu, thậm chí bây giờ đã có nhiều nơi tăng lên nhiều chục triệu, có những nơi tăng lên đến hàng trăm triệu. Bạn có thấy nó tụt lùi ở trên bảng giá đất bao giờ không? Không. Điều này để muốn nói với các bạn rằng chi phí về bất động sản, giá bất động sản trong tương lai sẽ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Đặc biệt từ thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2026, vì đó là thời điểm đóng lại bảng giá đất cuối cùng với khung thời gian 5 năm. Và từ thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 26 thì cứ 1 năm bảng giá đất sẽ xây dựng lại. Nào mà chưa có sổ đỏ thì đi làm sổ đỏ đi nhá. Đây là câu chuyện có thật, và đây là một trong số những sai lầm về pháp lý, mất tiền khi không hiểu về pháp lý trước khi giao dịch bất động sản. Và thông thường nó đau lòng chỗ như này này, những cuộc gọi điện đến để tôi hỗ trợ giúp đỡ các khách hàng, nó đều nằm trong trạng thái đó là họ đã xảy ra cái điều gì đó rồi, họ bị mất nhiều tiền hơn, họ thấy có vấn đề là bắt đầu họ mới đi hỏi mình. Nhưng mà cơ duyên là đến khi họ có vấn đề thì họ lại cũng mới gõ từ khóa thì họ lại mới tìm thấy tôi. Thế khổ vậy chứ lại. Cho nên là thông thường là cứ tư vấn trong xong cho họ thì họ cũng mất ít mất nhiều đều liên quan đến việc phải mất tiền. Tôi chỉ mong rằng là ở trong những chương trình mà tôi chia sẻ cứ mỗi 1 tháng một lần như này này, thì các bạn sẽ nhận được những thông điệp. Và khi mà các bạn chuẩn bị làm một cái gì đó mà mình chưa chắc chắn, thì các bạn sẽ sử dụng đến sự tư vấn từ chuyên gia, hỏi trước rồi hãy làm, rồi hãy giao dịch, để tránh những cái thất thoát hoặc những rủi ro mà bạn không quản trị được trước đó. Bao nhiêu bạn đồng ý với tôi rằng khi bạn cần bảo hiểm thì bạn không thể mua được nó nữa rồi.
Bảo hiểm luôn phải mua trước và dùng sau. Còn đến khi bạn cần, bạn sẽ không bao giờ mua được bảo hiểm. Cho nên hãy có một cái tư duy đúng về pháp lý bất động sản. Đó là gì ạ? Mua bảo hiểm trước khi cần. Hiểu biết trước khi ra quyết định. Phòng ngừa trước khi gì ạ? Xảy ra sự cố và đi khắc phục, đi chữa trị. Đây là một trong số những tư duy rất quan trọng mà khi liên quan đến pháp lý, bạn cần phải thực hành. Bởi vì đụng đến sai lầm trong pháp lý bất động sản không phải là vài triệu, không phải là vài chục triệu, mà là hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng.